Ba cô giáo của trường mẫu giáo Futaba đi ăn với nhau và đang bàn về hội chợ mùa xuân sắp tới. Cô Matsuzaka rất phấn khích với bộ môn Samba, vũ điệu mùa xuân thì năm nào chả nhảy, chán ngấy lên rồi. Với một mùa xuân tuyệt đẹp thế này thì còn gì hợp hơn bằng một điệu nhảy Samba vừa nóng bỏng vừa sôi động đúng không? Thế nhưng hai cô kia lại quyết liệt từ chối vì phải bận đồ kim sa kim tuyến lấp lánh hở ra thịt. Sao có thể làm như vậy ở trường mẫu giáo được chứ? Tiệc nào rồi cũng tàn, Matsuzaka và Ageo dìu nhau về, còn Yoshinaga tự đi một mình. Cô cứ thấy lạnh gáy, cảm giác như có ai đó đang ở sau lưng, nhưng quay lại thì chả thấy ai. Cô vừa may chạy nhanh qua đường ray xe lửa, đột nhiên phía sau một người giống hệt cô Yoshinaga xuất hiện sấn vào người cô đòi nhảy chung với cô. Một tiếng á vang lên, chiếc xe lửa hiện ra những khuôn mặt cười mờ ám. Có chuyện gì thế này? Tại sao lại có sự xuất hiện bản sao của cô giáo vậy? Còn hình mặt cười kia là như thế nào? Chuyện này là do ai làm ra và vì mục đích gì? Tất cả sẽ được giải đáp trong tập phim Xin cậu bé bút chỉ Movie 14, Nhảy lên nào Amigo. Bắt đầu thôi. Vẫn như mọi ngày, Xin lại bắt đầu một buổi sáng không mấy suôn sẻ. Xe buýt đến trước cửa nhà rồi mà cu cậu vẫn còn ngồi làm thơ trong toilet. Mẹ Misae đành phải đi ra xin lỗi thầy cô vì thằng con làm chuyện này. Ủa gì dạ? Phải cô Yoshinaga đây không? Sao hôm nay yêu đời nói năng lạ thế nhở? Đã thế còn muốn xem tác phẩm kỳ dị trong toilet của Xin nữa cơ. Trời ạ, cô bị ai nhập đây không biết. Đến trường, cu Xin thích thú vừa ngoay ngoẩy mông vừa khoe thành tích trong toilet sáng nay của mình. Đến sợ cái tên này luôn. Mà có gì đó kỳ kỳ. Quay qua đây nào. Này Masao, mới tí tuổi làm gì mà thở dài thế? Thôi đúng rồi, sợ cái tên thần kinh dẫm phải đinh này đúng không? Không phải à, thế là gì? Các bạn nếu yêu thích bộ phim Xin cậu bé bút chỉ thì đều biết cái ông nhỏ này mê ai như điếu đổ đúng không? Nhưng chớ trêu thay cô bạn lại đi thích cái thằng bạn hâm hâm dở dở của cậu. Cơm mà dù sao thì cơm nắm vẫn mê cô nàng lắm. Thì vấn đề cũng nằm ở đây. Ai thường ngày đều rất ghét Masao nhưng hôm nay cậu ấy bỗng trở nên ngọt ngào với Masao một cách lạ thường. Chuyện quái gì thế nhở? Cơm nắm đang từ đầy tớ thoát cái lên làm chủ luôn. Còn ai thì ngoan ngoãn răm rắp nghe theo lời cậu. Đâu ra, mơ à ông. Không tin à, ai kìa, nhìn đi. Đến đây thì đám bạn của Xin cũng phải mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên. Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra được. Nhưng mà với cặp mắt của người đang yêu thì Masao cảm giác như đó là ai nhưng không phải là ai. Là sao cha nội? Ý là trông giống như ai nhưng không phải là ai thật. Thế ý cậu đó là ai giả mạo sao? Sao lại có vụ thật giả gì ở đây? Sau một hồi lấy lại bình tĩnh thì Bo lên tiếng rằng rất có thể Masao nói đúng. Rồi đứng yên nói không được ha gì mà phải lượn một vòng mới chịu. Bo nghe kể lại rằng có một người đang trên đường về thì cảm giác như có ai đó đang đi đằng sau và liên tục nói đi tới gần. Nhưng đến lúc người đó quay lại thì chẳng thấy ai cả. Sau đó lại quay lưng đi thì âm thanh rùng rợn đó lại vang lên. Ám mẹ ơi, sởn hết cả da gà rồi này. Cuối cùng người đó nhìn thấy một người trông giống mình như đúc. Nhưng khi về đến nhà thì bản sao đã biến mất. Cả bọn nghe xong đến Xin cũng phải sợ hãi mà rúc vào nhau. Nhưng ngay sau đó Kazama liền lấy lại bình tĩnh và cho rằng đó là chuyện hoang đường. Có lẽ ai cũng dần có tình cảm với Masao nên mới như vậy. Không thể nào, ai của tôi sao tôi biết hết á, không có chuyện đó đâu. Cơ mà tin đồn kia thật sự có thật không nhỉ? Không lẽ bản sao ăn mất người thật sao? Ôi mẹ ơi, không dám tưởng tượng ra luôn ấy. Giờ mình chuyển qua phòng giáo viên đi. Cô Yoshinaga hết kỳ quặc từ cách nói chuyện giờ lại ủng hộ việc tổ chức nhảy điệu Samba. Ơ hay, rõ ràng mới hôm qua cô còn phản đối dữ lắm mà sao hôm nay lại sung sức đòi nhảy vậy trời. Cô Matsuzaka cũng không đỡ được cú sốc đến từ vị trí đồng nghiệp của mình. Cô Yoshinaga giống như biến thành một người khác vậy đó. Đã thế cô còn đòi hẹn gặp riêng thầy hiệu trưởng nữa chứ. Tối đến tại nhà Kazama, cậu nhóc đang xem phim cô bé phù thủy, còn mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp. Nhưng thật không thể tin được một cảnh tượng kinh dị đã diễn ra. Mẹ Kazama chặt con gà sống ra và rồi khuôn mặt cô biến thành một con yêu quái thè ra cái lưỡi dài nuốt trọn phần gà sống đó. Trời ơi, gì thế này? Kazama cũng đã vô tình thấy được cảnh tượng đó từ phía sau. Cậu nhóc bắt đầu thấy sợ hãi. Đến khi cậu gọi mẹ thì cô quay ra với khuôn mặt bình thường. Chuyện quái quỷ gì thế này? Sao mẹ Kazama lại biến thành yêu quái cơ chứ? Chuyển cảnh qua nhà Shin, hai bố con Shin đang xem cảnh quay lại của một lễ hội điệu Samba. Những chị gái xinh đẹp trong bộ trang phục sexy cùng vũ điệu nóng bỏng khiến con mắt cả hai muốn dán vào màn hình luôn. Đây đích thị là bố con ruột rồi. Ta nói cái mặt mê gái có cặp luôn vậy à? Ngày hôm sau tại trường mẫu giáo, Kazama vẫn luôn trong trạng lo lắng về người nhân bản vì cảnh tượng ngày hôm qua. Nhưng dường như bây giờ mọi người đều đã chấp nhận sự có mặt của các bản sao, bọn họ hình như rất thích nhảy lắm thì phải.
Kozoshinaga trong lúc dán tranh lên tường vô tình làm rơi chiếc đinh vào trong giày. Kazama nhìn thấy chưa kịp nhắc cô đã đi lại giày. Úi trời ơi, không có một cảm giác gì luôn hả cô? Dẫm phải đinh hay giấy mà cô tỉnh như rùi vậy. Kazama đang hoang mang thì thầy hiệu trưởng bước vào. Hai người họ tiến lại gần cậu bé với thái độ rất lạ. Đã thế thầy còn xách Kazama lên khiến cậu sợ hãi tột độ. May sao lúc đó Shin vừa đi vệ sinh ra, thế là Kazama thoát nạn. Cả nhóm tụ họp lại. Mùa xuân này có khi nào bị biến thành ngày của người nhân bản không nhỉ? Mọi người bây giờ cũng đã bỏ qua chuyện đó rồi. Shibunko nói không biết mẹ các bạn có phải người nhân bản không thì Kazama liền phản ứng lại. Làm gì có chứ? Rồi sau đó cậu nhóc đứng dậy bỏ về. Mặc dù rất sợ nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận chuyện mẹ mình là người nhân bản. Buổi tối tại nhà, Kadama rón rén vào phòng mẹ. Cậu ôm chầm lấy mẹ òa khóc vì sợ mẹ sẽ biến mất. Mẹ cũng ôm cậu vào lòng nhưng khuôn mặt lúc này lại là khuôn mặt yêu quái rùng mình. Hôm nay cả nhà Shin cùng đi siêu thị. Cô cậu hào hức vừa tới nơi đã chạy một mạch vào quầy bán bánh sô-cô-la. Cậu nhóc đang phân vân không biết chọn loại nào thì mẹ Misae nhức đầu với thằng con quá nên lượn qua mấy quầy khác. Ơ kìa, mẹ Misae, thôi rồi đã xuất hiện bản sao của mẹ, vừa nói hôm qua xong nay đã thấy. Có một chị gái tóc cam đứng trong siêu thị cầm đồng hồ đếm số gì đó. Shin đang đi tìm mẹ thì gặp phải cô, lại bắt đầu tán gái đấy. À mẹ đây rồi. Shin à con muốn mua thứ gì để mẹ mua cho nhé. Thật không mẹ? Thật mà. Hai mẹ con dắt tay nhau đi tới quầy bánh nhưng đang đi thì Shin lại nhìn thấy một mẹ Misae khác. Cậu nhóc nhanh chóng vùng ra chạy đến chỗ mẹ đó. Đó mới là mẹ tôi. Mẹ Misae keo kiệt bủn xỉn đời nào mà cho Shin mua đủ thứ như thế. Đúng lúc đó chị gái tóc cam chạy đến. Lúc này bản sao mới lộ mặt thật. Tay chân nó quăn quéo hết lên điên cuồng lao vào tấn công chị gái. Chị gái cũng không vừa mà liên tục đỡ rồi phản đòn. Bản sao bò bốn chân với tốc độ bàn thờ. Chị gái đuổi theo cũng không kịp nhưng lại nhặt được một chiếc kèn. Con yêu quái đã bị bắt. Điều cần làm bây giờ là phải điều chế ra một thứ có thể tiêu diệt hết nhân bản. Quay trở lại siêu thị, bố mẹ Shin đều có cảm giác bản sao của họ đã xuất hiện. Đúng thật là vậy đó nhà mình ơi. Shin chạy tới kể về sự xuất hiện bản sao của mẹ và cả chị gái kia. Bố mẹ Shin bắt đầu lo sợ và tin vào lời đồn kia. Mẹ Shin sợ đến nỗi hôm sau còn ngăn không cho bố đi làm vì sợ sẽ gặp phải bản sao. Ở trường Shin, các bạn của Shin vẫn còn tò mò về người nhân bản. Lúc này Shin mới nói rằng mình đã nhìn thấy bản photo của mẹ. Các bạn ùa vào hỏi tới tấp. Thiệt hả Shin, ở đâu lúc nào, người đó trông ra sao? Nghe Shin kể xong các bạn chỉ nghĩ một điều, cái tên này đúng là mạng lớn khó chết, suýt chút nữa thì bị bản sao làm thịt mất rồi. Đang nói thì phía bên kia, cô Yoshinaga hớn hở bàn về vũ điệu samba với đám nhóc, đám trẻ thích thú và thầy hiệu trưởng đi cũng đi đến hưởng ứng. Cô Ageo lấy làm ngạc nhiên bởi sự đổi ý của cô Yoshinaga và sự đồng ý của thầy hiệu trưởng. Cô Ageo đang hoang mang thì thầy hiệu trưởng mặt tối sầm lại ghé sát mặt nói với cô rằng đến tuần sau tự khắc cô sẽ biết nhảy với một vẻ mặt cực kỳ nham hiểm. Bỗng Shin bật nhạc nhảy samba lên, thầy hiệu trưởng và cô Yoshinaga như có công tắc lắc lia liệng, một số đám trẻ và cả vệ sĩ của ai cũng lắc liên hồi. Bartender hay gì mà lắc dữ. Cô Matsuzaka không có nhảy, vậy là vẫn chưa bị sao. Tắt nhạc thì lại trở lại bình thường. Không ổn rồi, họ đều là người nhân bản hết cả rồi. Dường như nhảy chính là bản năng của họ, cứ nhạc lên thì tự động nhảy liên hồi. Không còn cách nào khác, phải chạy khỏi đây thôi. Cô Matsuzaka dắt cả nhóm Shin cùng chạy, kéo theo cô Ageo nhưng cô vì mê trai nên đã bị dụ. Bản sao của cô xuất hiện và bắt mất cô. Mọi người mặt mày tái mét khi chứng kiến việc này. Cô Matsuzaka gấp rút đưa đám nhỏ đi trốn nhưng lại bị thầy hiệu trưởng và đám trẻ dàn hàng chặn đường. Cô giáo đành phải hy sinh lao vào chặn những người đó lại cho đám Shin chạy thoát và cô cũng không thoát khỏi cảnh bị bản sao bắt đi. Bản sao lúc này đã tràn lan khắp thành phố. Đến cả đồng nghiệp của bố Hizoshi cũng trở thành bản sao khi bị cắm thước lên đầu cũng chả hề hấn gì. Người đó còn nói có lẽ bản sao của bố đang ở nhà chờ bố rồi. Bố phát hoảng lao vào định đánh hắn thì một đám người bịt mặt xuất hiện bảo vệ hắn. Bố Shin sợ hãi bỏ chạy và bị bọn chúng đuổi theo sau. Còn Shin và các bạn lúc này đang nấp ở bãi đất trống vì lo sợ không biết bố mẹ đã bị bắt chưa nên không đứa nào dám về. Riêng Kazama cậu vẫn một mực khẳng định mẹ mình không thể là người nhân bản được nên bỏ về trước. Nhưng về đến nhà thì hỡi ôi, bản sao của cậu đã xuất hiện ở trong nhà chờ cậu về. Ôi mẹ ơi luôn! Trời đã tối và bụng cũng kêu réo inh ỏi. Thôi thì về nhà đi các cậu, nếu phát hiện bản sao của bố mẹ thì lập tức chạy ra đây nhé. Ở nhà Shin lúc này đã bị đám người bịt mặt kia bao vây. Đúng lúc đó Shin cùng chị gái tóc cam lái xe đến đón mọi người rồi phi đi nhanh chóng. Mãi mới biết được tên chị gái, Fanny.
Tại bãi đất trống lúc này, các bạn đang chờ Shin và Kazama. Ai Kazama kìa, cơ mà, thôi rồi đây là bản sao, nó dẫn đám người bịt mặt đến bắt ba đứa trẻ. Ngay lúc chúng lao đến thì xe của Fanny đến kịp lúc đưa ba đứa lên xe. Leo leo mơ mà bắt được ấy, thưởng thức hương thơm dày tuyệt hảo đi này, ngất ngây luôn chứ đùa. Trên đường phố rất vắng lặng không một bóng người. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy bọn chúng đang ẩn nấp theo dõi mọi người. Cả thành phố lúc này trừ mấy người ra thì không có người thật nữ rồi. Đang bon bon trên đường thì gặp biển báo công trình đang thi công mà thực chất là đám bản sao. Fanny liền quay xe tăng ga phóng đi. Chị gái đúng là tay lái lụa, cua xe khét lẹt. Lại gặp gì nữa đây? Thôi té đi hướng khác cho an toàn. Vốn dĩ cô muốn đưa mọi người đến chỗ ẩn nấp an toàn nhưng khắp nơi toàn là cái thứ quái dị đó thì đi thế nào được? Giờ đi đâu được đây ta? À đúng rồi, Bo nảy ra ý hay là đi đường lên núi đi, từ đó có thể qua những quận khác. Hảo Bo, tới luôn bác tài ơi. Trời thì tối thui, đường núi thì gập ghềnh, tay lái không vững thì lên thiên đường như chơi. Đang đi thì đụng phải thứ gì đó. Toang rồi, bọn chúng đã đuổi đến nơi. Fanny lùi xe lại. Người lái xe chính là cặp đôi hàng xóm nhà Shin, họ dùng xe ủi tấn công mọi người. Đã thấy phía sau lưng còn có một xe khác đến chặn đường, Fanny nhanh trí bẻ lái cho hai xe đâm vào nhau để thoát khỏi chúng. Nhưng cô gái kia đã bám vào được xe. Cái thứ quỷ gì mà như cao su ấy, đấm cỡ nào cũng hồi phục lại. Hết cách, Fanny đành lạng xe sát vào thân cây bên đường ép cho nó bỏ ra. Phù thoát rồi, mọi người trong xe tim muốn rớt ra ngoài, đám nhỏ sợ muốn xanh mặt. Fanny không thể liên lạc được với chủ của cô vì bọn kia đã làm nhiễu sóng. Cơ mà mấy tên giả mạo đó rốt cuộc là cái giống ôn gì thế, còn cô nữa cô là ai? Fanny là đặc vụ đặc biệt của tổ chức SRI chịu trách nhiệm điều tra việc này. Theo họ tìm hiểu thì người nhân bản đầu tiên xuất hiện tại Mỹ, sau đó lan ra các nước khác và Nhật Bản là nước thứ 6. Nói vậy thì thế giới sẽ toàn là người nhân bản thôi hả? Ngày tàn sắp đến rồi sao? Không chịu đâu. À mà chị này, hình như bọn nhân bản rất thích nhảy samba, giữa chúng và nhảy có liên quan gì hả chị? Đúng vậy, chúng không phải là người bình thường mà chúng là những sáng tạo trong thế giới của công nghệ sinh học. Samba Amigo, chính bọn chúng đã khởi xướng cho việc này. Đang nói thì có bên ngoài xe xuất hiện đám người nhân bản, Fanny lao ra đánh chúng thì bị bắt giữ lại, còn đám kia vào trong xe bắt hết mọi người. Mọi người được đưa đến một nơi lạ lẫm. Bước vào ô vuông rồi trượt xuống bên dưới. Ủa là thang máy đó hả? Tiên tiến quá không biết. Bên dưới là cả một nhà máy sản xuất trông rất xịn sò. Còn sản xuất gì thì không biết nhưng sao lại sử dụng nhiều bột rau câu thế nhở? Án mẹ ơi hết hồn. Từ bột rau câu chúng đúc qua khuôn tạo thành hình người. Chúng rớt xuống nước và ngoi lên như một vị thần. Mắt chúng nó đỏ lòe và còn di chuyển hệt như con người ấy. Chúng sơn một quệt sơn nâu lên người rồi bước đến một cái máy khuôn hình người. Bước vào đóng nắp lại, máy kích hoạt rồi mở ra. Ui ma sa ô, cả ne ne nữa, có cả Bo luôn. Gì thế này trời, vậy là xong người nhân bản rồi đấy hả? Bỗng đám người bịt mặt đi ra chặn hai đầu. Đèn sáng, nhạc vang lên. Đám nhân bản chuyển qua chế độ lắc. Đám bịt mặt cởi hết áo choàng ra rồi cũng lắc chung. Lắc khí thế luôn. Các bạn của Shin cũng tự bật mút nhảy, riêng gia đình Shin thì vẫn bình thường. Từ phía trên một cô gái với bộ đồ khiêu vũ lấp lánh xuất hiện. Lễ hội mùa hè sẽ nhanh chóng biến thành vũ điệu samba thôi và mỗi ngày mọi người sẽ nhảy samba. Thì ra samba amigo là nữ. Tại sao lại là samba á? Vì cô ấy muốn mọi người không xa lìa nhau, đã thế còn làm cho dáng thon gọn hơn. Mẹ mi say khoái khoái rồi đó. Ê tỉnh lại đi, đừng để bị dụ. Mà ta nói cái điệu nhảy gì chỉ đứng một chỗ lắc qua lắc lại như con lật đật ấy. Chán phào có gì mà thích dữ vậy không biết. Bố Hizoshi một mực chống đối nhưng nhìn thấy việc này, ả Amigo lại cho rằng đây là bố nhân bản chứ không phải bố thiệt. Thế là mẹ con nhà Shin bắt đầu nghi ngờ. Để chứng minh mình là bản diêu, bố hết lôi đôi giày bốc mùi của mình ra rồi lại đến cạc visit của phục vụ quán rượu. Đến vậy mà còn không tin, thôi thì đành cắn răng khai chỗ giấu quỹ đen. Thế tin chưa? Haha tin chứ, có bản sao nào mà lương thì thấp đã thế còn lười biếng như bố không? Bố nên xét trạng thái cảm xúc nào cho hợp lý đây không biết. Thôi thì tin là được rồi. Này chị gái kia, đừng hòng lừa được cái gia đình này, khôn lắm chứ đùa. Nhà Shin còn dùng điệu nhảy con voi để địch lại cái điệu samba vớ vẩn kia. Đang khí thế thì cả nhà bị đám nhân bản bao vây ôm ấp khắp người. Đột nhiên bục, bục, đám nhân bản bị tan chảy. Ô chị Fanny kìa. Fanny dẫn theo người của SRI đến. Họ dùng súng đuổi theo bắn đám nhân bản tới tấp, tạch tạch tạch. Trong nháy mắt chúng đã biến mất chỉ còn lại những vũng nước. Bắn chưa đủ. Fanny còn dùng đến bom cho lẹ, ném hai quả đủ để cho bọn kia tan thành mây khói. Này thì nhảy, này thì lắc hả con, cho mày chết.
từng tên một chỉ còn lại nước. Họ bắn luôn cả thiết bị điều khiển để ngừng sản xuất thêm nhân bản. Samba Amigo chỉ biết đứng nhìn. Fanny phải tội của ả và theo lệnh bắt ả ta. Amigo đã dùng bột rau câu làm nguyên liệu và dùng công nghệ sinh học để nhân bản con người. Hèn gì tụi nó nhão nhoét, bị đánh hay bị đinh đâm cũng không bị gì. Fanny đưa cho cả nhà xin một bình nước màu hồng, chỉ cần dính phải thứ này thì người nhân bản sẽ bị tiêu diệt. Mọi người hãy cùng SGI chạy trốn khỏi chỗ này đi. Còn tôi, ố, bố con xin nhìn muốn lọt chồng luôn. Đi mau thôi. Fanny sẽ dùng chính điệu nhảy samba để đấu với Amigo. Khoan đã, xem trận chiến bên này trước nè. Bố xịt nước ra tay cho mọi người và bắt đầu chiến đấu. Ê nhân bản, tới đây nào, ta không có sợ mi đâu nghe. Hima cũng sung lắm, tưng tưng tưng, cho mày chết nè. Cu bo với tuyệt chiêu nước mũi lốc xoáy, cốt phát nào ăn tiền phát nấy. Còn cô xin mua đời chỉ có một chiêu nhất dương chỉ nhưng hiệu quả thì khỏi bàn. À nay có thêm chiêu mới này, xin áp người lên cột dụ bọn chúng tới xếp thành một hàng dài. Thế là cu cậu phóng như tên lửa dùng mông đâm xuyên qua nguyên dãy, thế là xong, nhanh gọn lẹ. Nhân bản đâu mà lắm thế không biết. Mà giờ tình thế đã thay đổi, bản pha ke cũng biết dở cong đuôi chạy nhưng không thoát khỏi tay bản diêu. Xem ta đây, mọi người đua nhau hết nước mũi của bo lại đến thỏ biết đi của Nene, không bỏ sót một tên nào. Cặp mông của Xin cũng được việc phết. Quay trở lại màn ba đồ của hai chị gái, nhạc lên, hai nàng bắt đầu lắc. Không hiểu ai tạo ra cái điệu nhảy kỳ cục này nữa, nhảy gì mà đứng có một chỗ song tay chân thì cứ như robot ấy. Cơ mà quả thật là vua samba, Fanny cũng hơi rén vì điệu samba của Amigo không hề có một lỗ hổng nào, còn Fanny vì không luyện tập nhiều nên không được mượt mà lắm. Amigo cũng đã nhìn ra sự lo lắng của cô, vì căng thẳng quá nên lực dồn vào chân phải nên Fanny đã bị ngã. Phía bên này, sau khi hạ được hết bản sao, vì có chớn nên mọi người đập thẳng mặt vào cánh cửa cuối đường. Cửa mở ra, ở đây có rất nhiều người dân và họ đang lắc, lắc và lắc. Vì tất cả bản sao đều được làm từ bột rau câu ở trái đất nên những người này cũng ngày càng biết nhảy điệu nhảy samba. Okozo Shinaga kìa, cả thầy hiệu trưởng, cô Matsuzaka và cô Ageo nữa, hàng xóm nhà Shin kìa, cả Kazama yêu dấu của Shin nữa. Vậy là những người thật đều bị bắt nhốt ở đây. Một thành viên SGI dùng súng bắn mấy phát vào cái hình mặt nạ phía trên. Hay quá, mọi người đều dừng nhảy rồi. Quay trở lại sàn đấu, Amigo thì rất đắc chí, còn Fanny cô không thể chấp nhận thua như vậy. Bỗng Xin từ đâu chạy tới, cậu nói đến để cổ vũ cho Fanny. Không nói nhiều, Xin nhảy samba bằng mông, cu cậu ngọ ngoại cái mông rất thích thú. Đây chính là điệu samba của riêng Xin. Mọi người lúc này cũng chạy tới. Fanny nhìn thấy sự cổ vũ của Xin cô nàng mới nhận ra, đúng rồi, mình cũng có vũ điệu riêng của mình. Cô đứng dậy và bắt đầu nhảy trong sự vui thích. Vì nhảy vũ điệu của chính mình nên cô rất thoải mái và phấn khích. Mọi người nhìn cô nhảy, đây là điệu nhảy đẹp nhất mà họ từng thấy. Chỉ cần nhìn cô nhảy thôi cũng thấy vui lây. Amigo bắt đầu sợ rồi đấy. Mọi người không chỉ vui không đâu mà cái sự mắc nhảy bắt đầu lan tỏa ra ai cũng có hứng nhảy. Thế là từ người lớn đến trẻ em, mọi người nhún nhảy theo điệu samba một cách vui vẻ chứ không hề gò ép như lúc nãy. Samba rồi thì mình chuyển qua vũ điệu mùa xuân nào. Tất cả hân hoan nhảy múa, mọi người đều có thể nhảy vũ điệu mùa xuân, giúp đỡ người khác cũng như giúp đỡ chính mình. Amigo hoảng loạn, dù có mở to nhạc thì cũng không át nổi cái sự đồng lòng này. Nhìn mọi người nhảy và thế là Amigo bất giác làm theo. Hoan hô, cô nàng bắt đầu bị lung lay. Cùng mọi người nhảy không phải rất vui sao? Đang nhảy nhót tưng bừng thì bỗng cái tên bịt mặt mở nhạc nãy giờ bắt đầu giở trò. Hắn dùng súng nhắm mục tiêu là Fanny và bắn một phát, cô nàng ngất xỉu ngã ra phía sau. SGI lên đạn, bắn tới tấp vào nơi tên kia đang đứng khiến nó tan nát rồi sụp xuống. Mọi người lại gần xem tình hình của Fanny, cô từ từ mở mắt rồi ngồi dậy. Cô chạm vào tim trên ngực trái của mình rồi tiến về phía Amigo. Lúc này mặt nạ của Amigo vỡ ra. Ố ồ, có hai Fanny, nhân bản của Fanny sao? Bỗng Amigo mọc râu rồi từ từ tan chảy, rớt hết lớp sau câu súng thì hiện ra một người đàn ông. Ủa, gì dạ, Amigo là nam hả? Gì mà giới tính lẫn lộn vậy trời? Vì muốn theo đuổi samba và giữ lại vẻ đẹp của điệu nhảy mà người này vô tình quên đi những bước nhảy mà mình đang theo đuổi, người đàn ông đã chấp nhận thua cuộc trước Fanny. Fanny không hề trách mà lấy ra một chiếc kèn rồi nói, lúc con đi ra khỏi nhà con có để lại chiếc kèn samba, ba luôn giữ nó bên người đúng không ba? Quể, cái gì? Ba, người này là ba của Fanny sao? Gì chấn động vậy? Đây chính là chiếc kèn may mắn của cô. Chính Xin đã giúp cô tìm lại được niềm vui khi nhảy điệu samba, nên cô muốn trao lại chiếc kèn này cho cô Xin. Thật may mắn, vừa giải quyết xong chuyện vừa được ngắm chị Fanny.
Này cái tên mê gái kia có thôi đi không thì bảo. Nghiêm túc lại nào. Tuyết, xin thổi kèn một hơi thật dài. Mọi người bắt đầu nhảy samba nào. Pháo bông bên ngoài bắn tung tóe. Có lẽ đây là báo hiệu cho một bình yên được lặp lại và bắt đầu cho sự khởi đầu mới. Đội SJI giúp gia đình xin sửa lại nhà và kết thúc bộ phim bằng một màn samba đầy phấn khích. Tập phim đến đây là hết. Kitty cảm ơn các bạn đã xem hết video hôm nay. Nhớ bấm nút like và đăng ký cho bọn mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn nhỏ ở những tập kế tiếp. Video của tụi mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết sạch video. Các bạn hãy nhớ thích video này bấm nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.